Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với DH Audio. Trong cái chương trình video hôm nay thì tôi sẽ có một cái vài cái mẫu micro, những cái phiên bản đời mới hơn, phục vụ cho tất cả các anh em có thể sở hữu một những cái dòng mic. Trong ít ngày nữa lại nó sẽ về thêm một những cái dòng mic mẫu khác rất là đa dạng, và mic lần này nó về cũng số lượng rất là lớn. Đây là cái dòng mic thì tôi sẽ có trước mắt thì giới thiệu cho chúng ta hai cái mẫu mic micro loa kéo. Đầu tiên là những cái mic màu trắng màu bạc này, thì những cái mic màu bạc này bây giờ nó đã cải tiến khá là đẹp hơn, màu trắng bạc thế này, tay cầm bằng nhôm. Cho nên là những đối với những loại mic này thì cầm rất là nhẹ, nó vừa tay, không rất khác với một số các cái loại mic mà như trước đây. Cho nên là cầm rất là hợp tay. Và tất cả những cái loại mic này đều là những mic xét sóng anh em nhé. Mic xét sóng đấy, tần số UHF. Đây, xét sóng đây. Tất cả đều có những thông số rõ ràng. Và trên cái mic này nó có cái volume đấy, có thể to nhỏ. Và muốn to nhỏ chúng ta chỉ cần đến cái nút này chọn âm chức năng từ 1 cho đến 7. Nó sẽ to tùy theo cái nhu cầu của chúng ta sử dụng. Thì đối với mic lại màu bạc này thì cái mạch phát sóng của nó như thế này. Đấy, chúng ta chỉ cần cắm theo cái mạch đời mới, bây giờ chúng ta chỉ cần cắm vào là xong thôi. Trên cái mạch nó kéo bao giờ nó có một cái giắc cắm, két cắm thế này. Đấy, rất dễ dàng, cái này thì tôi không cần nói nhiều, trước đây tôi cũng đã có nói qua. Tiếp theo thì tôi nói thêm nữa là một cái dòng mic cũng màu xanh. Đấy. Tất cả đều là những cái loại mic chất sóng cả. Cho nên là những cái loại mic này cũng rất là tốt. Đấy. Tùy anh em vào nhu cầu, mic cầm nó bằng nhôm, nhưng mà cầm thiết kế lại nhôm nó mỏng hơn, cho nên là khi cầm nó rất là nhẹ, vừa tay. Tất cả những phù hợp cho tất cả những bạn nữ cầm cũng rất là phù hợp hơn. Và cái mạch phát sóng cho đối với lại mic xanh này là mạch phát sóng loại này. Đối với lại mic này đó thì ở trên cái mạch phát sóng này thì nó có 5 cái chân. Thường thường khi ta cắm thì ta sẽ loại bỏ đi một chân, tức là thường ta sẽ bỏ một cái chân ở phía bên này, một cái chân ao, và tính từ chân GND trở đi là chúng ta sẽ cắm vào. Nó cũng giống như cái loại này 4 chân, loại 5 chân thì chúng ta chỉ bỏ một chân thôi, chỉ có thế thôi. Thì cái này thì nhiều anh em nó cắm rồi thì biết rồi. Hiện tại thì mic màu trắng này về khá nhiều, và đây tôi sẽ review lên cho anh em biết và có thể đặt hàng hôm nay. Thì cái số điện thoại và số Zalo mà tôi đặt ở trên màn hình. Còn những anh em nào muốn theo dõi các cái video khác, có những cái sản phẩm mà khác phù hợp thì chúng ta có thể bấm nút theo dõi để chúng ta dễ dàng. Nút đăng ký nằm ở dưới video. Rồi thì video này thì tôi cũng xin phép tạm dừng tại đây. Đây là những cái dòng mic loa kéo về trong sau cái đợt dịch này, cho nên là cũng review lên cho anh em có thể đặt hàng, liên hệ vào Zalo 0986 240 269. Rồi xin chào tất cả anh em.